Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sim ghép thần thánh này. Sim ghép này dành cho chuyên dùng trong những máy lóc nha anh em. Đó, nó là một cái sim trắng nha, chả có gì hết. Thì cái sim này mình bán cho anh em xài. Anh em bỏ vô cái sim một cái máy lóc như thế này, một cái iPhone đây mình đã là một cái lóc nha. Anh em bỏ vô nó tự sẽ kích hoạt sẵn cho anh em nha. Nhưng mà anh em xài thí dụ lâu ngày á, mà anh em có một cái máy khác anh em mua về mà nó bị máy lóc luôn, anh em bỏ sim này vào mà nó không kích hoạt được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em là chép cái IC CD mới từ IC CD cũ á, nó khó nhà mạng anh em. Mình sẽ chỉ anh em chép cái IC CD mới nha, để anh em kích hoạt cái máy lóc nha anh em xài nha. Thì có nhiều anh em hỏi nên mình phải làm cái clip này thôi. Đây, anh em lấy cái khay sim. Muốn làm được thì anh em buộc phải kiếm một cái máy quốc tế nha anh em. Thí dụ đây là cái iPhone 5 nha, FSE. Anh em lấy cái sim ghép ra. Rồi. Anh em bỏ vô máy quốc tế ha. Sim ghép thần thánh này. Đó, anh em bỏ vô. Thì nó chả có sóng gì đâu. Anh em coi này. Không có sóng hết á. Cái máy quốc tế này có nó wifi. Anh em vô cho mình Safari. Gõ vô là Google đi. ICCD. Đó. ICCD á. Anh em gọi cái đầu tiên luôn. Chờ một tí nha anh em. Đó. Đây này. ICCD hoạt động hôm nay này. Đó, thí dụ như bây giờ là ta này cái coi còn đúng không? Anh em nhấn vào chữ còn này. Anh em sao chép mã cho mình nha. Đó, đã sao chép nha. Rồi, anh em vô đây. Cài đặt. Anh vô di động. Ứng dụng sim. Đó, đây anh em. ICCD. Anh em copy cái mã đó vô cho mình. Dán vô. Đó, anh em bấm gửi nha. Update subset. Subset anh em. Là xúc xích nè, thành công đó. Anh em chấp nhận. Rồi, anh em lấy cái sim này ra. Đây là nhiều anh em hỏi quá mình phải làm cái clip này. Tại vì mình có bán rất nhiều anh em xài sim ghép thần thánh bên mình rồi đó. Về để ghép cho máy lóc. Thì đây, giới thiệu anh em sim luôn máy đó luôn nha. Đây là một con máy máy lóc XS Max. Máy lóc bỏ thử một cái sim Viettel vào này. Anh em coi này. Đó, nó bao kích hoạt nha anh em. Bỏ sim bình thường vô kích hoạt cũng không có sóng nha. Nè, có sóng báo là không kích hoạt được sim nha. Quay laptop xuống cho anh em coi. Đó, sim nó báo là sim không hỗ trợ máy lóc nha anh em. Bây giờ mình bỏ sim của mình vào này. Lấy cái sim mà vừa chép ICCD mới vào ha. Thì anh em mua sim này chỗ khác cũng vậy anh em. Lâu ngày nó bị cắt ICCD á, anh em cứ lên y như clip làm nha. Anh em bật vào. Nó không bảo có đọc này. Chờ kết hoạt sim anh em. Đó, anh em thấy ok không? Chuẩn này. Đó. Ok nha. Ok nha anh em nha. Nè, nó vẫn chưa có sóng đúng không? Thì cái máy này đã được kích hoạt thành máy quốc tế xong rồi nha anh em. À, anh em vừa lấy cái sim ghép mình ra. Anh em mua về mình tự xử luôn tại nhà nha. Đó là phương pháp mình chỉ. Cho anh em chưa biết ha. Anh em biết rồi thì bỏ qua cho mình nha. Bỏ sim về cái sim Viettel này vào này. Anh em chờ tí lên sóng nha.
hơi lâu, chờ một tí nha anh em, kiên nhẫn chờ xíu ha. Chưa nhận sim. Nhận hơi chậm nha. Còn internet này nhận hơi chậm. Bỏ lại nha anh em. Đó, ok nha anh em. Lần này mình bỏ thì nó là nhận sim rồi nha. Đó, ok ha. Rất là chuẩn luôn anh em đó. Vô sóng xếp ngon lành luôn. Thành một con máy quốc tế VIP luôn. Lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel. Để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1. Để kiểm tra tài khoản, bấm phím 2. Rồi, một cái máy lock XMAX mình đã fix thành máy quốc tế trong vài phút thôi là nó thành máy quốc tế rồi nha anh em. Và dùng cái sim ghép thần thánh như này, rất là đơn giản, ghép ai ghép cũng được nha. Nhưng mà với điều kiện là iOS từ 14.4 trở lên nha anh em. 14.4 trở lên nha. 14 chấm trở lên thì mới ghép được sim ICD. Nếu mà bị cũ thì mình cứ chép ICD mới lên là quốc nha anh em. Rồi thằng ấy chào cả nhà nha. Nhớ cho một like, một đăng ký kênh nha anh em để đón xem những clip mới từ kênh mình nha. Thằng ấy chào cả nhà.